Lại vẫn tiếp tục là chị Ngãi Bùi đầy tinh thần tiên phong. Rồi chúng ta cho chị Ngãi Bùi chào tay. Yes. Ít bữa là chị mãi mới chẳng thấy ai xung phong gì cả. Ít bữa chị Minh Phương là cũng sẽ noi gương chị Ngãi Bùi là xung phong. Bạn mình chờ mọi người xung phong mà chẳng thấy ai đưa tay. Rồi xin chào nhóm trường Xuân Nguyên và tất cả các anh chị em. Chúc mọi người một buổi sáng cho đầy năng lượng, thành công, giàu có và đại gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Mình bắt đầu buổi đọc sách luôn nhé. Chương 11 trang 161. Tiềm thức là bạn đồng hành hướng đến thành công. Ý nghĩa nội tại đích thực của sự thành công là đạt được thành công trong quá trình sống. Xét theo khía cạnh này thì được sống một cuộc đời hạnh phúc, an bình và vui thú cũng chính là thành công. Những giá trị đích thực của cuộc sống như an bình, hòa hợp, vẹn nguyên, an toàn và hạnh phúc là những gì rất trừu tượng. Tất cả đều phát xuất từ bản ngã sâu thẳm của con người. Việc chiêm nghiệm những giá trị cao cả ấy tạo nên những hình dung về cảnh tượng đẹp đẽ là lý tưởng trong tiềm thức của chúng ta. Đó là nơi thực sự. Và không mối mọt nào có thể làm hư hại và cũng chẳng kẻ trộm nào có thể đột nhập mà đánh cắp được. Ba bước để tiến tới thành công, trang 162. Bước quan trọng đầu tiên để tiến tới thành công là tìm ra điều bạn muốn và thực hiện điều đó. Ngay cả khi mọi người trên thế giới đều thừa nhận rằng bạn là người thành đạt, nhưng nếu bản thân bạn không thực sự yêu thích công việc của mình, thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái với lời khen tặng đó. Khi yêu thích công việc, bạn sẽ có một ước vọng sâu xa là được thực hiện nó. Nếu chỉ miễn cưỡng học tập để trở thành một chuyên gia tâm thần học, thì chắc chắn điều đó không đủ để giúp bạn đạt được dù chỉ là một tấm bằng, huống chi là thành công trong lĩnh vực đó. Muốn thành công, bạn còn phải chuyên tâm theo dõi lĩnh vực này. Muốn thành công, còn phải chuyên tâm theo đuổi lĩnh vực này, thường xuyên tham dự các buổi hội thảo và không ngừng nghiên cứu về tâm thức cũng như hoạt động của nó. Bạn sẽ phải tham gia những buổi thực tập lâm sàng và dán mắt vào những tập san khoa học mới nhất. Nói cách khác, bạn sẽ phải thường xuyên làm việc để luôn cập nhật những phương pháp tiên tiến nhất có thể xoa dịu nỗi đau khổ ở con người. Vì khi ấy, bạn đã thực sự quan tâm đến lợi ích của các bệnh nhân của mình. Nhưng sẽ thế nào nếu khi đọc những dòng này, bạn lại nghĩ mình thậm chí không thể tiến hành được bước đầu tiên vì mình không biết mình thực sự muốn làm gì cả? Làm thế nào mình có thể xác định được mình yêu thích lĩnh vực nào mà cố gắng thực hiện nó chứ? Đừng lo lắng. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy cầu xin một sự định hướng bằng cách nhủ rằng trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi sẽ tiết lộ cho tôi biết vị thế đích thực của tôi trong cuộc đời này. Hãy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trên một cách thầm lặng, cương quyết và tha thiết với tiềm thức của mình, với tiềm thức của chính bạn. Khi bạn kiên trì với lòng tin vững vàng và quyết tâm cao độ thì kết quả sẽ đến với bạn thông qua một mách bảo, linh cảm hay một khuynh hướng trong một phương diện nào đó. Nó sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và thật nhẹ nhàng như một sự thức tỉnh nội tâm thinh lặng. Bước thứ hai để hướng đến thành công là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó và phấn đấu trở nên xuất sắc, nổi trội bật trong chính lĩnh vực đó. Ví dụ, khi một sinh viên quyết định theo đuổi ngành hóa học, anh ta chỉ nên tập trung vào một trong nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực này và dành tất cả thời gian, tâm trí cho chuyên môn mà mình đã chọn. Niềm đam mê sẽ giúp anh muốn hiểu biết tất cả những tri thức liên quan đến lĩnh vực của mình, và nếu thật sự có khả năng, anh ta sẽ am tường chuyên môn của mình hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy, người thanh niên này sẽ trở nên quan tâm thiết tha đến công việc của mình
và khao khát vận dụng nó để phục vụ cho xã hội. Ai là người xuất chúng nhất trong các ngươi, hãy để họ trở thành người phục vụ các ngươi. Quan điểm tinh thần này có một sự tương phản rất lớn đối với quan điểm của những kẻ chỉ biết chăm chăm kiếm tiền hoặc thậm chí chỉ muốn kiếm đủ sống. Chăm chăm kiếm tiền để lo riêng cho bản thân mình hoặc kiếm đủ sống chắc chắn không phải là thành công đích thực. Động cơ của con người cần phải vĩ đại hơn, cao quý hơn và bao dung hơn. Họ còn đóng góp cho xã hội và làm những việc hữu ích mà không nghĩ đến chuyện được đáp đền. Bước thứ ba là bước quan trọng nhất. Bạn phải chắc chắn rằng điều bạn muốn thực hiện không chỉ góp phần vào thành công của riêng bạn, mà bạn phải gắn liền với những lợi ích chung. Khát vọng của bạn không được vị kỷ mà phải hữu ích với xã hội, phải mở ra một hướng đi cho một chu trình hoàn thiện và ý nghĩa. Nói cách khác, lý tưởng của bạn phải đi đôi với mục đích phụng sự và làm đẹp cho đời, để rồi lý tưởng đó sẽ quay trở về với bạn, được khuếch đại và nhận thêm phúc lành. Nếu chỉ làm việc vì lợi ích của riêng mình, có nghĩa là bạn đã không hoàn tất chu trình thiết yếu này. Thước đo của thành công đích thực. Một người dù được mọi người thừa nhận và tán dương là thành công, nhưng nếu gia sản của họ có được là do lọc lừa hay từ những phi vụ phi pháp, hãy tin rằng một lúc nào đó họ cũng sẽ trở về với con số 0. Ngay cho dù không như vậy đi nữa, thì khi cướp đoạt của người khác một điều gì đó, chắc chắn họ cũng đã tự đánh mất những điều tương tự. Những nhận thức thiếu sót và hạn hẹp của chúng ta sẽ biểu thị qua hành vi của mình bằng nhiều cách thức khác nhau, chẳng hạn qua cơ thể, đời sống gia đình hoặc qua các mối quan hệ xung quanh. Chúng ta thực sự có thể tạo ra những gì chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tạo nên điều mà chúng ta tin tưởng. Người vơ vét được cả một sản nghiệp đồ sộ bằng sự gian lận không phải là người thành công đích thực, bởi thành công cần phải gắn liền với cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Tiền của tích trữ có ích gì nếu như hàng đêm anh ta không thể ngủ ngon, bị bệnh tật dày vò hoặc mang nặng mặc cảm tội lỗi. Tôi từng gặp một tên tội phạm chuyên nghiệp ở London và ông ta đã kể tôi nghe về vài phi vụ mánh mung mà mình đã thực hiện. Ông ta đã tích lũy được một tài sản kếch xù đủ để ông ta sống xa hoa cả phần đời còn lại trong một ngôi nhà ngoại ô ở London và một căn nhà ông thường lui tới để nghỉ mát ở Pháp. Ông ta sống xa hoa đúng, nhưng không an nhàn và thanh thản. Ông ta luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị cảnh sát tóm cổ. Ông ta có những biểu hiện rối loạn tâm thần mà chắc chắn là do nỗi khiếp sợ và mặc cảm tội lỗi hằn sâu trong ông tạo ra. Ông biết mình đã làm sai và chính cảm giác tội lỗi này đã hút mọi thứ rắc rối khác về ông. Về sau này tôi biết tin ông ta đã đến cảnh sát tự thú và nhận án tù. Sau khi mãn hạn tù, ông đã tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm lý và sau cùng cũng đã thay đổi được tình trạng của mình. Ông tìm được công việc mình yêu thích, ông đi làm trở lại và thật sự đã trở thành một công dân lương thiện, tôn trọng luật pháp. Quãng đời còn lại, ông đã sống rất yên ổn và hạnh phúc. Mọi người có trang 166. Người thành công là người thật sự yêu thích công việc của mình và có cơ hội thể hiện trọn vẹn bản thân trong cuộc sống. Thực tế, sự thành công gắn với một lý tưởng cao đẹp hơn là việc chỉ chăm chăm lo tích cóp của cải. Người thành công là người không thông hiểu sâu sắc về tâm lý và tinh thần. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn hiện nay thành công là nhờ họ biết tận dụng tiềm thức một cách đúng đắn. Họ đã rèn luyện được khả năng dự đoán về một sự dự án sắp diễn ra, cứ như thể nó đã hoàn tất. Nhờ nhìn thấy và cảm nhận được kết quả của những mong mỏi của chính mình, tiềm thức của họ đã thực hiện hóa chúng.
Nếu hình dung mục tiêu của mình một cách thiết tha, bạn sẽ có được những thứ cần thiết bằng những cách mà bạn chẳng thể ngờ tới. Tất cả đều nhờ sức tác động diệu kỳ từ tiềm thức của chính bạn. Khi nói đến 3 bước để đạt được thành công, đừng bao giờ quên uy lực căn bản của sức mạnh sáng tạo của tiềm thức bên trong bạn. Đây là nguồn năng lượng hậu thuẫn cho 3 bước này trong bất kỳ kế hoạch thành công nào. Tư tưởng của bạn rất sáng tạo và nó hòa hợp với cảm xúc để tạo nên niềm tin trong tâm hồn bạn. Khi có được niềm tin thì mọi điều đều có thể. Một khi nhận thức được mình đang sở hữu một nguồn sức mạnh nội tại to lớn, đủ sức thực hiện tất cả mọi nguyện vọng của bạn, bạn sẽ có được niềm tin và cảm giác an bình. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, bạn cũng nên tìm hiểu về những quy luật của tiềm thức. Khi đã biết cách vận dụng quy luật của tâm thức và có thể thể hiện mình một cách trọn vẹn, cũng như sử dụng năng lực của mình vì người khác, thì bạn sẽ vững vàng bước đi trên con đường hướng đến thành công đích thực, biến ước mơ thành hiện thực. Tại Hollywood, tôi đã gặp một nam diễn viên tên tuổi rất quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh và phim truyền hình. Anh cho tôi biết anh đã lớn lên ở một trang trại nhỏ thuộc miền Trung Tây nước Mỹ. Khi ấy, gia đình anh làm việc quần quật nhưng cũng chỉ kiếm được vừa đủ sống. Phương tiện giải trí duy nhất của anh khi đó là chiếc tivi trắng đen cũ kỹ, chỉ bắt được 2 kênh truyền hình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngay từ thuở ấy, anh đã ấp ủ ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Ước mơ ấy ngày càng lớn dần trong tâm trí anh. Anh nói, lúc nào cũng vậy, khi đang làm việc trên đồng hay khi lùa đàn bò về chuồng, tôi đều hình dung thấy tên mình được viết thật lớn trước cửa vào một rạp hát nổi tiếng. Tôi hình dung rõ ràng từng chi tiết, từ đám đông người hâm mộ hò reo tên tôi đến các nhà báo ầm ĩ tranh nhau được trò chuyện với tôi. Tôi đã không ngừng tưởng tượng đến điều tuyệt vời đó suốt nhiều năm trời. Mọi người gạt chân cái đoạn tôi đã không ngừng tưởng tượng điều tuyệt vời đó suốt nhiều năm trời. À, cái anh chàng này đã gửi cái niềm mong muốn và khao khát của mình từ sâu trong tiềm thức, và cái anh đã liên tưởng đến cái điều đấy nhiều năm trời, là trong cái tần số lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Sau cùng một ngày kia, tôi quyết định rời bỏ quê nhà, tôi đến Los Angeles, bắt đầu từ việc nhận các vai diễn nhỏ trong vài bộ phim và chương trình truyền hình. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được vai chính đầu tiên của mình vào buổi công chiếu đầu tiên. Tôi lái xe đến nhà hát và thật sự bị choáng ngợp. Trên kia là tên tôi, gắn trên những bảng đèn sáng rực, kia là đám đông khán giả và các phóng viên báo chí. Tất cả những cảnh ấy y hệt như những gì tôi đã tưởng tượng khi còn nhỏ. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng sức mạnh của trí tưởng tượng được duy trì liên tục có thể mang lại thành công như thế nào. À, là chính là cái anh nam diễn viên này nè, là anh đã ứng dụng cái sức mạnh tiềm thức, cái bước 4 và 5 là hình dung tưởng tượng, bức tranh mục tiêu đấy. Thì và ảnh suy nghĩ trong nhiều năm trời, hình dung tưởng tượng đến kết quả mà mình đạt được. Thì cái đoạn sau cùng một ngày kia, anh quyết định rời quê nhà đến Los Angeles. Thì khi mà cái điều mong muốn thấm sâu vào tầng tiềm thức á, thì cái dấu hiệu là này là một cái động thái để là giống như một bước mặt, một con đường để cho anh ta trở thành cái diễn viên nổi tiếng ở Hollywood. Thì cái kỹ thuật hình dung tưởng tượng á, là cái kỹ thuật đầu tiên để tiến tới thành công. Anh chàng đã hành động thực hiện cái điều mong muốn của mình để trở nên thành công giàu có. Thì qua đây mình cũng kể cho mọi người một cái câu chuyện của mình, là ngày xưa cách đây cũng khoảng chục năm á, hay là hồi đó học xong mình đi làm công ty, thì hồi đó làm công ty là làm công nhân đấy. Thì làm việc
rất là công việc rất là không có được nhàn nhã thảnh thơi đâu, làm việc suốt nhiều giờ liên tục. Đấy, cái chuyện mà ăn uống hay là đi uống nước hay là thậm chí là mình đi toilet đó, nó cũng không có được dễ dàng như những cái người mà nhân viên. Thì hồi đó là mình làm công ty may thì xin ra thì khi mà xin vào á thì cứ giống như hùa theo bạn bạn bè vậy đấy. Thì thấy nó có trong nhóm, ví dụ trong nhóm có 5 đứa chơi với nhau, nó hay nói chuyện với nhau, thì tụi nó vào cứ xin vào kiểm hàng, có đứa thì xin vào may, thế mình cứ ùa theo tụi nó vậy đó. Thì mình không biết là mình có thích hay không, chỉ biết là à nó xin vào kiểm hàng thì mình cũng xin vào làm cùng để cho vui. Nhưng mà là hồi đó là làm cái bên kiểm hàng mà công ty may á, là mình đứng suốt là không có được ngồi đấy, mà đứng là mỏi chân, mà nó không có được khỏe. Mà làm thì cái môi trường thì rất là nóng đấy. Thì cái công việc á, khi mà mình làm công ty này, khi mà mình cảm thấy nó không được thoải mái á, rồi 2 năm sau mình Phải có ăn cơm không để ai ai đang bật chị chia sẻ tiếp nhỉ? Em tắt mic rồi. thì khi mà mình làm một công việc như vậy á, thì mình cảm thấy không thoải mái ha, rồi sức khỏe, rồi có những cái nó không có được thoải mái. Thì mình có, ví khi mà mình 1-2 năm sau mình lại chuyển tới công ty khác thì mình cũng xin vào một cái công việc kiểm hàng y như vậy. Thì công việc nó cũng, mình chỉ thay đổi cái môi trường thôi, nhưng mà cái công việc, cái tính chất nó cũng y như vậy. Mình cũng đứng rồi mình cũng kiểm, rồi mình cũng không có được khỏe, rồi không được thoải mái. Thế là lúc đấy á, mình mới nhìn thấy những cái bạn mà làm bên marketing á, suốt ngày mình cứ đứng cầm cuội trên cái bàn là kiểm hàng để kiểm thôi, để kiểm chất lượng mà. Thì mà sản phẩm mà ok á, thì cho đi. Ban đầu là mình xin vào một công ty may thì kiểm áo, thế xong mình không thích nữa, mình thấy cực quá, làm việc đứng suốt ngày mỏi hết cả chân rồi, nhiều khi uống nước cũng không đi được, rồi phải đứng suốt, phải phải kiểm, rồi phải số lượng, ví dụ là một ngày quy định phải kiểm được 1 giờ với bao nhiêu cái đó. Xong rồi không thích, thế là lại chuyển chuyển vào một cái môi trường khác. Thì mình cũng làm một cái công việc kiểm hàng như vậy, nhưng mà lại kiểm nón, thì cũng đứng kiểm rồi cũng y như vậy. Thế là hồi đó mình mới nhìn thấy một cái những cái bạn mà làm marketing á, các bạn làm bên văn phòng marketing, thì mấy bạn đấy mình cứ thấy mấy bạn những cái giờ mà xuất hàng á, thì mấy bạn chỉ đi qua đi lại thôi đấy, chỉ có đi hối hàng là đủ đủ số lượng nón chưa rồi để lấy hàng thôi. Thế là mình mới nhìn những cái bạn đấy, mình mới bảo là trời ơi, mấy mấy bạn này nhìn xinh xắn mà ăn đi làm ăn mặc đầm đẹp, nhìn xinh như là xinh. Thế là trong đầu mình mới mới hiện lên một ý tưởng là sau này mình đi làm mình cũng xinh đẹp như thế, tức là mình cũng ăn mặc đẹp, tức là ngày nào mình cũng mặc đầm đẹp rồi áo đẹp, rồi mình cứ đi qua đi lại như mấy bạn đó thôi. Thế là mình cứ nuôi cái ý tưởng đó. Thế là hồi đó thì trong công việc á, có khi mà làm trong môi trường nước ngoài thì có những cái chuyên gia người nước ngoài, thì người nước ngoài là nói tiếng Anh. Thì mình lại, bây giờ mình mới suy nghĩ là bây giờ mình mà muốn phát triển á, thì mình phải biết một cái gì đó, thì mình muốn lên được một cái vị trí cao hơn, là thay vì đứng kiểm ngồi một chỗ làm đứng mỏi hết cả chân rồi nhiều khi uống nước ăn cơm hay là đi toilet cũng chưa có được dễ dàng, thì bắt đầu mình phải phát triển bản thân mình lên là bằng cách là mình học tiếng Anh, rồi sau bắt đầu mình mới đeo đuổi cái công việc học tiếng Anh đó. Thì mọi người biết là khi mà mình đi học tiếng Anh á, thì mình có nộp hồ sơ vào một cái trường cử nhân ngoại ngữ Anh của trường Đại học Nông Lâm á. Thì lúc đó là hồi xưa có một lần là mình nhớ là mình nói cái điều gì đấy làm bố không có hài lòng, thì bố đốt hết giấy tờ của mình luôn, tức là học bạ giấy tờ là đốt hết. Thế là mình không có xin được vào cái không có nộp hồ sơ được vào cái trường đấy. Thì may mắn làm sao trong nhà lại có chị dâu, chị dạy làm giáo viên tiếng Anh ở trường cấp 3 ngoài quê á, thì mình mới nhờ chị đó. Đó, mình nhờ chị đấy, thì nói chung là cũng chưa có dễ dàng, suốt ngày mình hối, tại vì bây giờ sắp tới ngày thi rồi, thi đầu vào mà không có học bạ, rồi không có bảng điểm tốt nghiệp thì làm sao mà xin được. Thì cũng đúng là một cái nguồn lực, nó làm là cái nguồn lực đấy, mình cũng phải cảm ơn cái nguồn lực mà suốt ngày mình hối chị ấy, chị cũng
chị đó mới đi lục lại tất cả những bảng điểm hồi tiên hồi cấp 10 là hồi học lớp 12 của mình này, rồi đi lên trường rồi xin nhờ mối quan hệ này mối quan hệ kia để làm được cho mình bằng được một cái học bạ đấy. Rồi khi mà được có được học bạ rồi thì mình bắt đầu mình nộp vào cái trường để thi. Thì như mọi người biết rồi đấy, đi họ đi lên học xong đi làm, học xong 12 đi làm thì đâu có ôn thi gì đâu, đâu không ôn thi gì hết, mà ôn được có mấy bữa thôi. Mà cái chương trình thi đại học đó là kiến thức nó mình phải phải họ phải đòi hỏi mình phải 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 ôn luyện rất là nhiều thời gian đấy. Thì khi vào phòng thi thì cũng có nhiều cái mình cũng không 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 biết, thì cũng may lại ngồi bên cạnh một cái bạn mà bạn lại biết tiếng Anh nữa, thế là bạn lại chỉ cho, thì may làm sao vừa đúng điểm đậu luôn mọi người ạ. À. Đấy. Yes, tuyệt vời. Vừa đúng điểm đậu luôn, là mình mới vừa điểm đậu luôn đấy, là do là cái nhờ cái việc là ngồi 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 bên cạnh cái bạn đó, chứ không thì mình cũng không có vào được học. Thì vào học thì được cái cũng cũng thích, cũng kiên trì, thế là đeo đuổi xong, đeo đuổi học hết, thế là cũng giải nắng dầm mưa, trời mưa trời gió thì cũng đi hết. Thế là rồi cuối cùng rồi cũng tốt nghiệp được, cũng lấy được cái bằng ngoại ngữ. Thế là sau này là biết tiếng Anh rồi đúng không, đi làm rồi thì nói được. Thì cái việc mà đi làm á là mình đi qua đi lại mình tức là lúc đó là cái gọi là ước mơ của mình, cái điều mong mỏi của mình là mấy năm về trước, 4 5 năm về trước là đã thành hiện thực, thì bây giờ là cũng cả chục năm rồi đấy. Nên là qua cái câu chuyện này này thì mình thấy là khi mà mình mong muốn một cái điều gì mà mình nuôi cái ý tưởng đấy và lặp đi lặp lại cái hình ảnh đấy, thì mình thấy những cái bạn làm marketing á, bạn ấy mặc bận đồ rất là xinh, rồi mình nhìn mình thích quá, để sau này mình mới ra quyết định là sau này mình cũng phải nói được tiếng Anh như các bạn đó, và mình công việc của mình cũng chỉ đi qua đi lại rồi đi làm ăn mặc đồ đẹp. Và bây giờ là thực sự là bây giờ mình đi làm là mình muốn bận cái gì là mình bận nha. Mà một cái nguồn lực hay nữa như thế này này là chọn mình á, thì đi làm hồi đó đi làm mà thường lương có mấy triệu một tháng thôi, ban đầu là từ 500 trở lên đến 4 3 4 triệu đúng không, thì làm gì có đồ nhiều đồ mà bận đó, không có đồ. Nhiều khi đi đi làm có bao nhiêu đi đi làm về có bao nhiêu tiền, ăn ổ anh ăn một ổ bánh mì với lại một cái đói bụng quá thế là ăn một ổ bánh mì, hoặc là ăn một tô hủ tiếu từ thời sinh viên 2000 đó, vậy thôi để cho no cái bụng thôi, làm gì có tiền mà mua quần áo. Đó. Xong rồi bắt đầu nhà thì có chị dâu này, có chị có cô này, thì cái form người á là cũng y như mình luôn. Thế là chị dâu á mỗi năm á giờ là chị dâu lại làm cái ngành ngoại ngữ, thì chị dâu lại rất là fashion đấy, thì chị dâu lại cho đồ quá trời luôn mà đồ đẹp nữa chứ đấy. Nên là đôi khi á khi mà mình có lương á thì lâu lâu mình cũng thưởng cho mình một bộ mới, nhưng mà đồ á mà đồ kiểu này kiểu nọ là chị dâu cho quá trời luôn. Mình thực sự là bây giờ quần áo thích là quá trời đồ luôn, và cái ước mơ của mình cũng thành hiện thực. Nên là khi mà mọi người mà mong muốn một cái điều gì đấy thì giống như anh chàng nam diễn viên này nè, là đấy anh cũng không ngừng tưởng tượng đến cái điều tuyệt vời đó suốt nhiều năm trời, thì mình cũng vậy. Mình đấy là cái câu chuyện của mình, là mình mong muốn là được rồi đó. Hay lắm. Bây giờ thì có mục tiêu cao hơn rồi. Bây giờ thì hồi xưa thì mình chưa không chưa có đi đâu hết, nhưng mà khi mà tham gia vào học tập với nhóm học tập của mình nhá, thì bắt đầu có một cái mục đích cao hơn, đó là nó vĩ đại hơn, là mình mong muốn là đi du lịch 200 quốc gia cùng với câu lạc bộ. Và hiện tại bây giờ thì đấy là cái mục tiêu, bây giờ là mục tiêu mới của mình là đi du lịch 200 quốc gia cùng với câu lạc bộ, và mục tiêu là 1 triệu đô, là có tài sản đầu tiên là 1 triệu đô. Thì bây giờ là cái mục tiêu là nó lớn lao hơn rồi, thì nó làm cho cuộc sống của mình có cái mục đích, có cái ý nghĩa hơn, và mình trau dồi phát triển cái bản thân của mình để mình tạo ra được cái nhiều cái giá trị. Thì qua đây á thì mình cũng nhấn mạnh một cái mình thấy ấn tượng ở cái đoạn đầu của cái chương 11 này này là 3 bước tiến tới thành công. Thì đây là một cái chìa khóa mấu chốt để mình dựa vào đây là mình biết được là mình mong muốn điều gì, mình khi mà mình mong muốn điều đó làm sao để thành công, thì mình phải thực hiện nó như thế nào, là
là ba cái bước quan trọng là bước đầu tiên là để tiến tới thành công là tìm ra cái điều bạn muốn mà làm thực hiện điều đó, rồi sau đó là mình phải tìm được cái công việc mà mình yêu thích, rồi mình đeo đuổi, rồi mình phải chuyên tâm theo đuổi những cái lĩnh vực mà mình yêu thích, và thường xuyên tham dự những cái buổi hội thảo, không ngừng nghiên cứu về tâm thức cũng như hoạt động của nó. Mình phải giống như mình hiểu về, để mình sâu hơn về cái lĩnh vực yêu thích của mình, để mình càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà cái đoạn cuối đoạn năm cuối đoạn trang 162 đấy, đừng lo lắng nếu bạn rơi vào trường hợp mà mình không biết làm thế nào, mình không biết là mình có thích hay không, thì mình hãy cầu xin cái sử dụng quyền năng của tiềm thức, đó là hãy cầu xin một cái sự định hướng bằng cách nhủ rằng trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi sẽ tiến bộ, tiết lộ cho tôi biết vị thế đích thực của tôi trong cuộc đời này. Và đôi khi mình cũng phải hỏi tiềm thức là ngay lúc này tiềm thức hãy cho mình con đường nhanh nhất để tiến tới thành công. Đấy, là mình có bí quyết là mình sử dụng quyền năng của tiềm thức. Rồi bước thứ hai nữa là để hướng đến thành công là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó và phấn đấu trở nên xuất sắc, nổi trội bật trong chính lĩnh vực đó. Thì qua đây khi mình làm ở bất cứ một cái môi trường nào, dù là kinh doanh hay là công việc hiện tại mình đang làm ở văn phòng cũng vậy, thì mình hiểu được là để thành công thì mình có bí quyết để làm sao là mình nổi trội về cái lĩnh vực mà mình đang làm, tập trung vào làm những công việc để có kết quả, làm chọn cái nhiệm vụ và học hỏi chuyên sâu vào để có những cái mức độ chuyên nghiệp hơn, cao hơn. Rồi cái bước thứ ba đó là bước thứ ba là quan trọng nhất là phải chắc chắn rằng điều bạn muốn thực hiện không chỉ góp phần vào thành công riêng của bạn mà phải gắn liền với những lợi ích chung khác. Đấy, cái này là lý tưởng của bạn phải đi đôi với mục đích phụng sự và làm đẹp cho đời, để rồi lý tưởng đó sẽ quay trở về với bạn được khuếch đại và nhận thêm phúc lành. Cái đoạn này mình cũng có thể hiểu ví dụ như ha. Ví dụ như là mình đang học tập ở cái môi trường này, mình thấy là ở đây là một cái môi trường là rất giá trị, là xứng đáng để cho mọi người học hỏi và phát triển bản thân. Không những là mình phát triển cho mình mà con cái của mình và đời sau của mình nữa. Thì khi mà mình nhận ra được cái giá trị đích thực của cái việc mà học tập, phát triển bản thân, thì mình có thể là mình chia sẻ cho nhiều người. Đấy, đôi khi ở đâu đó có những người nào đấy người ta đang cần nhưng mà người ta không có biết. Thì đấy cũng là đấy cũng như là một cái ví dụ của cái bước thứ ba này này, là cái điều mà mình muốn thực hiện đó, là góp phần vào thành công của riêng bạn mà phải gắn liền với mũi chung. Cái điều này là giống như là mình đang tạo một cái giá trị cho cái xã hội, để cho góp phần vào đóng góp cho một phần cho xã hội càng ngày càng phát triển hơn. Thì qua đây là cũng cái quan điểm của mình. Thì rồi mình đọc sách và dừng ở đây nhé. Xin mời bạn khác tiếp tục đọc sách. Cảm ơn mọi người lắng nghe nhé. Yes. Rồi cho chị Ngãi Mùi thật bóng tay các anh chị. Chị Ngãi Mùi đọc sách và chia sẻ rất là hay. Thực sự là càng ngày là chị Ngãi Mùi càng giỏi lên. Thế là buổi dâm sách buổi sáng á, thì các anh chị em mình để ý là thực chất là Nguyên đều dành thời gian cho các anh chị em mình tự đọc sách và chia sẻ hết, thì để cho mọi người đều phát triển. Chứ còn nếu mà nhóm trưởng đọc sách ấy, thì là chỉ có nhóm trưởng giỏi thôi. Còn các anh chị em mình là có thể nghe, nhưng mà ngày hôm sau nhiều khi là nghe xong rồi lát nữa lại quên luôn. Cho nên là mình làm sao mà có tinh thần tiên phong giống như là chị Ngãi Bùi vậy. Lúc trước là chị Ngãi Bùi, lúc trước là đọc sách với Nguyên mà Nguyên nhớ là chỉ đọc thôi, chứ cũng chưa thể nào mình chia sẻ được. Nhưng mà bây giờ thì chị Ngãi Bùi đã có thể đọc sách và chia sẻ là gần như là hết tất cả các ý mà Nguyên định chia sẻ luôn các anh chị. Lát nữa không biết là mình nên chia sẻ cái gì luôn đây. Qua đây mình cũng có một cái ý này muốn nói với các bạn mới á. Tức là có những người á, thì lúc mà mới vào người ta nghe kiến thức của những cái nhóm trưởng lớn hoặc là của chủ tịch Tình Dung á, thì mình thấy rất là hay. Nhưng mà khi mọi người vào những cái Zoom nhỏ của nhóm mình á, thì mọi người sẽ có một cái cảm giác là cái Zoom này không có hay chút nào hết. Và đôi khi mình có cảm giác là không thích á, là mọi người out ra liền. Nhưng mà đừng có nên, tức là cho dù là
Mặc dù là cái người sau này nè chia sẻ chưa có được hay như là ví dụ như là chủ tịch Trần Dung hay là nhóm trưởng Khởi Phạm hoặc là nhóm trưởng lớn của mình, thì mình cũng nên ở lại mình nghe. Tại vì cái kiến thức mình nghe là đôi khi nó là một cái sự lặp đi lặp lại và tác động bằng lời nói đấy, nên là mọi người nên ở lại để mình đọc sách. Tại vì cái thời gian mà mình đọc sách là mình cũng cái thời gian này mình đọc sách, thì đôi khi có một cái gì đấy là mình không nhớ, nhưng mà có những buổi như mình đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi, thì đôi khi có những hôm mình cũng thấy nó không có được thú vị cho lắm, nhưng mà mình nghe, nhưng mà đến cuối buổi của cái buổi đọc đấy lại có một cái câu gì đấy nó ấn tượng vào trong đầu mình, giống như là một cái ngay việc thực ra cái điều đấy là mình không có nghĩ tới, nhưng mà nhờ một cái bạn nhóm trưởng đó hoặc là một cái bạn đọc sách nó nói cái câu đấy tự nhiên là mở ra cái chỗ này là mình đã khúc đó mình không nhớ ra đấy. Nên là mình có những người mới đó thì đôi khi người ta vào nhưng thấy không hay là ao ra liền, nhưng mà mình nên có một cái sự tác động lời nói thì nhiều ngày nó sẽ thấm vào trong trong đầu của mình, thì tự động là mình sẽ mỗi ngày một chút vậy á, thì nó tích góp lại lên một cái ý lớn. Đấy là kinh nghiệm trải nghiệm của mình. Tại vì mình thấy nhiều người vào á thấy không hay đọc, hay là cái người này hôm nay đọc không hay, hoạt động đọc gì mà chậm hay là như vậy, nhưng mà để có một cái từ cái bước mà vấp đó thì từ từ mình mới phát triển lên được. Nên là mọi người cứ kiên trì cố gắng đọc năm trăm lần để trở thành triệu phú đô la, như nhóm trừ cái phạm là 80 lần là thành triệu phú đô la rồi đấy. Nên là mình cứ nghe đi nghe lại. Rồi, xin nhường cho người bạn khác nhé. Dạ rồi, xin cảm ơn chia sẻ của chị Ngãi Bùi ạ. Đúng rồi các anh chị. Nguyên cũng sẽ cố gắng là mỗi ngày thì là đến 6 rưỡi thì là mình sẽ kết thúc. Nhưng mà các anh chị em cũng cố gắng là đúng 5 giờ thì mình vào dân, mình bắt đầu sớm thì là mình sẽ kết thúc sớm ạ. Và khi nãy chị Ngãi Bùi mình có chia sẻ ở đấy, môi trường buổi sáng là nguyên tạo điều kiện cho các anh chị em mình đều có thể là xung phong đọc sách và chia sẻ kiến thức được. Chứ không phải là môi trường của chỉ riêng các nhóm chủ hay là chỉ riêng Nguyên hay là của người mà tạo dâm cho các anh chị em mình, mà là đây là cơ hội cho các anh chị em mình đều phát triển hơn. Và mình phải biết nắm bắt cơ hội, và kể cả là có thể là mình nghe người bạn của mình chia sẻ hay là đọc sách chưa được hay, nhưng mà mình phải kiên nhẫn các anh chị, bởi vì ai thì cũng có quyền được phát triển, đúng không ạ? Có thể là bây giờ các anh chị em mình chưa có tinh thần tiên phong, mà mình mong muốn mình khát khao là mình sẽ mình học tập, mình sẽ cùng chia sẻ kiến thức cho mọi người. Nhưng mà sau này các anh chị em mình lại mong muốn mình sao? Lại mong muốn là mình được phát triển này, là mình được xung phong lên đọc sách này. Và ai mà mới lần đầu tiên đọc sách ấy, thì là cũng có thể là đọc chưa được nhanh này, rồi chia sẻ kiến thức chưa được hay, hay là đọc bất tài tại chỗ, thì mình cũng phải thông cảm với các bạn, đúng không ạ? Thông cảm cho các bạn. Thì tương lai sau này thì khi mà mình muốn phát triển thì cũng có những người bạn khác hỗ trợ mình. Cái việc mà các anh chị em mình ở ngồi lại và nghe người bạn của mình chia sẻ, đó là thực sự là một sự hỗ trợ. Hay là bản thân Nguyên này, hay các anh chị em nhóm trưởng thì mỗi lần mình kết thúc Zoom thì mình luôn đều có một cái câu cảm ơn, là cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã lắng nghe Nguyên chia sẻ. Thì đây là một cái lời cảm ơn thật tâm. Bởi vì nếu như mà không có các anh chị mà nghe Nguyên chia sẻ thì là thực sự là Nguyên có học kiến thức nhưng mà mình cũng không biết là chia sẻ với ai cả. Và Nguyên mong muốn là tất cả các anh chị em trong Zoom của chúng ta thì đều có tinh thần tiên phong như chị Ngãi Bùi này, hay là kế tiếp là chị Minh Phương này, sắp tới là mình sẽ lên tiên phong xung phong đọc sách này, hay là bạn Nguyễn Trung này, hay như bạn Nguyệt Tú đi, rồi thì bây giờ là bạn Nguyệt Tú sẽ đọc sách thôi. Thì các anh chị em mình kiên nhẫn, đây là tạo điều kiện cho bạn Nguyệt Tú phát triển, và sau này các anh chị em nhóm trưởng khác cũng đều hỗ trợ cho các anh chị em mình ha. Chúng ta là những người bạn cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển tăng tư duy và đạt được cái mục tiêu của mình. Rồi ok, xin một tràng vỗ tay cho bạn Nguyệt Tú đọc nốt chương còn lại ha. Vâng, em xin chào nhóm trưởng Xuân Nguyên, em xin chào tất cả các chủ tịch trong nhóm câu lạc bộ ạ. Và em xin chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ. Em xin đọc sách từ cái nội dung là ước mơ trở thành dược sĩ ạ. Vài năm trước,
À, vài năm trước đây, tôi được dịp quen biết với một dược sĩ trẻ tên là Marie. Khi cô ấy làm việc ở nhóm phát thuốc theo toa ở một nhà thuốc lớn, một ngày nọ, trong lúc cô ấy lấy thuốc cho tôi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Và nhân đó, tôi hỏi cô có yêu thích công việc của mình không? Cô nói, ồ, cũng thú vị lắm. Tôi sống rất ổn với lương và hoa hồng của mình kiếm được. Ngoài ra, công ty tôi còn có một chương trình chia sẻ lợi nhuận rất tốt. Nếu may mắn, có thể tôi sẽ được về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống. Tôi im lặng trong chốc lát rồi hỏi tiếp, đây có phải là những gì cô từng nghĩ đến khi còn nhỏ không? Phải chăng hồi nhỏ cô hay nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành một dược sĩ? Nét mặt cô chợt trở nên tư lự. Ồ không, tôi nghĩ là không. Hồi nhỏ tôi đã luôn mơ đến một hiệu thuốc của riêng mình. Tôi hình dung cảnh mỗi khi tôi xuống phố, mọi người đều chào hỏi và gọi tên tôi. Còn không, à, còn tôi thì biết tên tất cả mọi người vì tôi là dược sĩ của họ mà. Có lẽ ông cho rằng mơ mộng như vậy là kỳ quặc, nhưng tôi thậm chí đã mơ đến việc các ông bố bà mẹ gọi cho tôi giữa đêm khuya khi con cái họ bị bệnh. Khi ấy tôi sẽ khoác vội áo lên bộ đồ ngủ hoặc đang mặc hoặc là chạy đến cửa hiệu để lấy thuốc cho họ. Tất cả những hình dung ấy không giống lắm với công việc tôi đang làm, là cứ đứng sau quầy trong giờ hành chính và luôn tay lấy thuốc cho bệnh nhân, đúng không? Tôi trả lời, dĩ nhiên là không giống rồi, nhưng tại sao khi trưởng thành cô không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình? Chẳng phải như vậy cô sẽ hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn ư? Hãy nhìn xa hơn, thoát ra khỏi cái chỗ nhỏ bé chật hẹp này đi, hãy bắt tay mở một hiệu thuốc của mình. Cô lắc đầu, làm sao tôi có thể làm được chứ? Mở một hiệu thuốc cần nhiều tiền lắm đấy, mà tôi không có đủ. Hiện giờ thu nhập của tôi chỉ đủ xoay sở trong từng tháng thôi. Tôi quyết định chia sẻ với cô một sự thật kỳ diệu. Tôi nói rằng, bất cứ điều gì chúng ta cho là thật thì chúng ta đều có thể hiện thực hóa chúng. Tôi còn nói đôi điều về sức mạnh của tiềm thức. Ngay sau đó, cô đã hiểu ra rằng nếu cô thật sự ấp ủ một ý niệm thật rõ ràng và cụ thể trong tiềm thức, chính sức mạnh diệu kỳ của tiềm thức sẽ tìm cách hiện thực hóa ý niệm cô hằng nuôi dưỡng. Sau cuộc trò chuyện với tôi, cô ấy bắt đầu hình dung lại hình ảnh cô đang ở hiệu thuốc của chính mình. Cô tưởng tượng mình đang sắp xếp chai lọ, viết đơn thuốc và hỏi thăm bệnh nhân. Cô cũng tưởng tượng đến cả một số dư lớn trong tài khoản ngân hàng. Cô cứ âm thầm làm việc trong cái hiệu thuốc tưởng tượng đó. Như một diễn viên tài ba, cô sống cùng vai diễn của mình, hành động như tôi là và tôi sẽ là. Cô toàn tâm nhập ý, nhập cô toàn tâm toàn ý nhập vai, sống đi lại và làm việc với dạ định trong đầu rằng cô đã sở hữu được một hiệu thuốc riêng của mình. Vài năm sau, tôi nhận được thư của Madi. Trong thư, cô kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong đời cô kể từ sau lần trò chuyện giữa chúng tôi. Chuỗi cửa hàng nơi cô làm đã bị phá sản vì một cửa hàng lớn hơn ở một khu phố buôn bán mới mọc lên cạnh tranh. Khi đó, cô chuyển sang làm đại lý lưu động cho một công ty dược phẩm lớn phụ trách một khu vực gồm vài tiểu bang. Một ngày kia, do yêu cầu công việc, cô đã đến một thị trấn nhỏ ở rìa tây khu vực mình phụ trách. Cả thị trấn ấy chỉ có một hiệu thuốc duy nhất mà thôi. Cô chưa từng đến hiệu thuốc đó bao giờ. Nhưng ngay giây phút đầu tiên khi bước vào, cô cảm thấy nó rất quen thuộc. Đây chính là hiệu thuốc mà cô đã hình dung một cách rõ ràng trong trí tưởng tượng của mình. Sửng sốt đến lặng người, cô bày tỏ với ông chủ hiệu thuốc về sự trùng hợp đáng ngạc nhiên này. Nghe thế, người chủ hiệu thuốc cũng thổ lộ rằng ông cũng muốn nghỉ ngơi từ lâu, nhưng
lại không muốn bán hiệu thuốc vốn đã tồn tại qua ba thế hệ gia đình cho một công ty lớn nào đó. Sau vài lần bàn bạc, người chủ hiệu đã đề nghị cho cô mượn số tiền để mua lại hiệu thuốc này và có thể trả dần số tiền đó khi buôn bán có lời. Họ làm theo kế hoạch đã bàn. Người phụ nữ trẻ đã đưa gia đình mình đến thị trấn đó sinh sống để tiện cho công việc. Và chẳng bao lâu sau, cô đã có thể kiếm đủ số tiền mua lại một căn nhà cũ rộng rãi, cách hiệu thuốc một quãng ngắn. Giờ đây, khi bước đi thong thả đến chỗ làm vào mỗi sáng, cô đã được nghe mọi người chào hỏi và gọi tên mình. Họ biết cô vì cô là dược sĩ của họ. Vận dụng tiềm thức trong công việc. Vài năm trước đây, tôi có một buổi nói chuyện với một nhóm nhà quản lý kinh doanh về sức mạnh của trí tưởng tượng và tiềm thức. Trong bài nói chuyện của mình, tôi đã kể câu chuyện về Đại Thi Hào người Đức Goethe đã vận dụng trí tưởng tượng khôn ngoan như thế nào khi đương đầu với những khó khăn và trắc trở. Theo các nhà nghiên cứu tiểu sử của Goethe, ông có thói quen đắm mình nhiều giờ liền trong cuộc đối thoại thinh lặng. Tưởng tượng ông thường hình dung một trong những người bạn của mình đang ngồi đối diện và người bạn đó của ông sẽ trả lời mọi câu hỏi của ông một cách thích đáng. Nghĩa là nếu băn khoăn về bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, ông lại hình dung ra người bạn của mình đang ngồi đối diện cho ông những lời khuyên giải đúng đắn và hợp lý bằng chính những cử chỉ và chất giọng trầm bổng thường ngày của người đó. Ông đã hình dung trong tâm trí mình toàn bộ khung cảnh tưởng tượng đó một cách thực tế và sống động hết mức có thể. Một trong những người tham dự buổi nói chuyện của tôi hôm đó là một nhà môi giới chứng khoán. Cô đã bắt đầu vận dụng ngay kỹ thuật của Goethe. Cô thực hiện những cuộc trò chuyện tưởng tượng với một nhà đầu tư là triệu phú, vốn biết cô từ trước và từng tán thưởng sự khôn ngoan cũng như những suy xét đúng đắn của cô khi cô cố vấn cho các thương vụ chứng khoán. Cô đã dàn dựng cuộc trò chuyện tưởng tượng này cho đến khi xác lập nó thành một dạng niềm tin trong tâm thức. Một cuộc trò chuyện nội tâm và tưởng tượng có kiểm soát này dĩ nhiên khớp với mục tiêu của cô, đó là thực hiện những cuộc đầu tư khôn khéo cho khách hàng. Mục đích chính yếu của cô trong cuộc đời là tư vấn hữu hiệu để khách hàng kiếm được tiền và phát đạt về tài chính. Cô vẫn đang vận dụng tiềm thức vào công việc của mình và cô đã thành công xuất sắc trong lĩnh vực đó. Làm thế nào để thành công trong mua bán? Trong mua bán, hãy nhớ rằng ý thức của bạn là công tác khởi động, còn tiềm thức chính là động cơ. Trước tiên bạn phải khởi động động cơ để giúp nó hoạt động và ý thức sẽ đánh động sức mạnh của tiềm thức trong bạn. Bước đầu tiên trong việc truyền tải một nguyện vọng, ý niệm hoặc hình ảnh rõ ràng đến tiềm thức là thả lỏng, tập trung tinh thần và thinh lặng. Trạng thái thinh lặng, buông lỏng và thư thái tâm hồn này giúp trí óc tiếp nhận các ý tưởng mới mà không bị các vấn đề bên ngoài hay những ý niệm lầm lạc quấy nhiễu. Bước thứ hai là bắt đầu hình dung thực hiện cuộc kết cục mà bạn mong muốn. Chẳng hạn khi bạn ao ước mua một ngôi nhà, hãy nhủ thầm những điều sau trong tâm thái buông lỏng. Trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi thông hiểu tất cả. Nó đang phát lộ với tôi ngôi nhà lý tưởng có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của tôi và rằng tôi có thể mua nó. Giờ đây tôi đang truyền tải mong muốn này đến tiềm thức của mình. Tôi biết tiềm thức sẽ hưởng ứng bản chất của niềm mong mỏi trong tôi. Tôi phóng thích mong ước này với niềm tin tưởng và xác tín tuyệt đối, cũng như một người nông dân gieo hạt giống vào lòng đất trong thâm tâm tin tưởng dứt khoát vào những quy luật của sự phát triển. Mong mỏi của bạn có thể được đáp ứng qua thông tin từ một trang quảng cáo trên báo hoặc từ một người bạn nào đó. Hoặc bạn có thể được trực tiếp đưa đường dẫn lối
đến ngôi nhà đặc biệt của mình đang tìm kiếm. Có nhiều cách để mong muốn của bạn được đáp ứng. Chỉ cần bạn tin tưởng vào hoạt động của tiềm thức thì mọi vấn đề của bạn sẽ có lời giải đáp. Bây giờ hãy giả sử bạn đang muốn bán một ngôi nhà, một mảnh đất hoặc bất kỳ một ngôi cơ ngơi nào đó. Trong trường hợp này, bạn cũng áp dụng cách thức tương tự là hy vọng và trí huệ vô lượng của tiềm thức, bởi nó sẽ đưa ra lời chỉ dẫn đúng đắn cho bạn. Ngay cả chính bản thân tôi khi bán ngôi nhà của mình ở Los Angeles cũng đã dùng kỹ thuật mà nhiều nhà môi giới bất động sản hiện đang sử dụng, và nó đã mang lại những kết quả ấn tượng và nhanh chóng. Tôi cắm một tấm bảng trên bãi cỏ trước nhà, trên đó ghi bán nhà. Đêm đó khi sắp ngủ, tôi lưỡng lự hỏi, giả sử ông anh đang tìm một người mua căn nhà này, ông anh sẽ làm gì nữa? Và tôi tự trả lời, tôi sẽ nhổ tấm biển bán nhà và ném nó vào xóm rác. Rồi cứ theo những gì mình tưởng tượng trong đầu, tôi nghĩ ra một kịch bản chi tiết hơn. Tôi nắm lấy cây cọc, kéo mạnh nó lên khỏi mặt đất, vác lên vai và mang nó đến thùng rác sau nhà. Khi tôi ném nó vào đống rác, tôi nói, cảm ơn sự giúp đỡ của mày, nhưng tao không cần mày nữa. Tôi đi ngủ với cảm giác hết sức hài lòng, thâm tâm biết rằng mọi việc đã hoàn tất. Ngày hôm sau, có một người đưa đến cho tôi một khoản tiền cọc để mua ngôi nhà và nói, ông ném tấm biển đó đi được rồi, ông không cần đến nó nữa đâu. Tôi làm theo lời ông ta, nhổ tấm biển lên và ném vào xó rác. Bởi vì tôi biết hành động bên ngoài giải tỏa cho nội tâm. Điều này chẳng có gì mới mẻ cả. Bên trong thế nào, bên ngoài thì ấy. Nói cách khác, hình ảnh được ghi khắc vào tiềm thức của bạn như thế nào, nó sẽ hiển thị lên bức màn khách quan của cuộc sống bạn như thế ấy. Thế giới bên ngoài sẽ phản ánh thế giới bên trong của bạn, nghĩa là hành động bên ngoài cũng tương chiếu theo hành động bên trong. Làm thế nào để đạt được điều mong muốn? Mangalet, một phụ nữ trẻ tuổi, thường tham dự những buổi nói chuyện và các lớp học của tôi. Từ nhà cô ấy phải đến 3 chuyến xe buýt mới biết được nơi tổ chức buổi thuyết giảng của tôi. Cả đi lẫn về mất đến hơn 1 tiếng rưỡi. Một lần nọ, sau khi nghe tôi kể chuyện về một thanh niên đã rất mong có được một chiếc xe hơi để đi làm, và cách anh ta có được nó, Margaret về nhà và thử nghiệm phương pháp mà tôi đã phác thảo trong bài giảng. Sau này cô viết cho tôi một lá thư kể việc cô đã áp dụng phương pháp của tôi như thế nào và những gì đã diễn ra sau đó. Được sự đồng ý của cô ấy, tôi xin giới thiệu bức thư ngay dưới đây. Tiến sĩ Murphy thân mến, tôi đã nhận thức rằng mình cần phải có một chiếc xe hơi nếu muốn phát triển bản thân. Tôi không có cách nào để có thể thường xuyên theo dõi các buổi thuyết giảng của ông một cách thuận tiện. Và rồi tôi đã quyết định rằng tôi phải phấn đấu để có được một chiếc xe. Hơn nữa đã phấn đấu thì tôi nên cố gắng để có được chiếc xe tôi hằng ao ước, đó là một chiếc xe Cadillac. Thế là chỉ bằng trí tưởng tượng, tôi đã thực hiện tất cả những gì cần làm, cứ như là tôi đã thật sự đi mua và điều khiển một chiếc xe hơi vậy. Tôi đã hình dung rõ ràng chính mình đi vào trưng bày và chạy thử kiểu xe mà tôi yêu thích. Tôi đã liên tục quả quyết rằng chiếc xe Cadillac ấy là của tôi. Tôi đã ấp ủ bức tranh tưởng tượng việc tôi bước vào xe hơi, cầm lái, cảm nhận chiếc đệm ghế và cả những chi tiết khác nữa liên tục trong 2 tuần. Kết quả là tuần rồi tôi đã thực sự lái một chiếc xe Cadillac đến nghe ông thuyết giảng. Bác tôi ở Inglewood đã tặng cho tôi một chiếc xe Cadillac nhân dịp sinh nhật của tôi. Phương pháp thành công của một nhà quản trị. Nhiều nhà quản trị
doanh nghiệp xuất chúng đã âm thầm vận dụng thuật ngữ trừu tượng thành công rất nhiều mỗi lần mỗi ngày cho đến khi họ đạt được một niềm xác tín rằng thành công thuộc về họ. Họ biết rằng ý niệm về thành công đã bao hàm nó tất cả những yếu tố cần thiết để đạt được thành công. Vậy thì hãy làm như thế. Ngay bây giờ bạn có thể bắt đầu lặp đi lặp lại từ thành công bằng cả lòng tin và sự quả quyết của mình. Tiềm thức của bạn sẽ đón nhận nó như đó là sự thật hiển nhiên thuộc về bản thân bạn, và bạn sẽ luôn được tiềm thức thúc đẩy tiến đến thành công. Bạn phải biểu lộ niềm tin, cảm giác và niềm xác tín trong tâm tưởng của mình. Từ thành công có nghĩa như thế nào với bạn? Chắc chắn bạn mong muốn đạt được thành công trong cuộc sống gia đình cũng như trong các mối quan hệ với những người xung quanh. Bạn ao ước được nổi bật trong công việc hoặc nghề nghiệp đã chọn. Bạn mong muốn có một ngôi nhà xinh đẹp, khang trang và còn hơn nhiều tiền để có thể sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Bạn còn khao khát có được thành công trong đời sống tinh thần cũng như trong sự tiếp xúc với sức mạnh tiềm thức của mình. Bạn chính là một nhà quản trị đối với những vấn đề trong cuộc sống của chính bạn. Hãy trở thành một nhà quản trị thành công bằng cách hình dung rằng chính bạn đang làm điều gì là điều mình muốn và sở hữu được những điều bạn từng khao khát. Hãy làm cho trí tưởng tượng thật phong phú. Hãy hòa nhập tâm tưởng vào thực tại do trạng thái thành công tạo ra. Hãy biến điều đó thành một thói quen của bạn. Hàng đêm hãy đi vào giấc ngủ cùng với cảm giác thành công và hài lòng hết mực. Và rồi cuối cùng bạn sẽ khắc sâu được ý niệm thành công vào tiềm thức của mình. Hãy tin rằng bạn được sinh ra để thành công và những điều kỳ diệu sẽ đến như lời bạn cầu nguyện. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Thành công nghĩa là sống một cách thành công. Khi bạn có thể an bình, hạnh phúc, hoan hỷ và làm được điều bạn muốn, bạn đã thành công. 2. Hãy xác định điều bạn muốn làm và thực hiện điều đó. 3. Hãy tập trung đào sâu, phát triển ở lĩnh vực chuyên môn của bạn và cố gắng trở thành một chuyên gia am tường trong lĩnh vực đó hơn bất kỳ ai khác. 4. Người thành công không phải là người ích kỷ. Người thành công phải là người khao khát lớn lao trong cống hiến cho xã hội. 5. Không có thành công đích thực nếu thiếu đi sự thanh thản trong tâm hồn. 6. Người thành công là người đạt được sự thấu hiểu sâu sắc các vấn đề tâm lý và tinh thần. 7. Nếu có thể hình dung được mục tiêu của mình trong một cách rõ ràng, bạn sẽ có được những hỗ trợ cần thiết nhờ sức tác động thần kỳ của tiềm thức. 8. Tư tưởng và cảm xúc của bạn hợp nhất với nhau tạo thành một niềm tin mạnh mẽ trong tâm tưởng, và thông qua niềm tin ấy, mơ ước của bạn sẽ trở thành sự thật. 9. Sức tưởng tượng liên tục có thể thu hút được sức mạnh tác động thần kỳ của tiềm thức của bạn. 10. Nếu bạn đang mong muốn được đề bạt trong công việc, hãy tưởng tượng người quản lý, người giám sát và cả những người thân đang chúc mừng bạn đã được đề bạt. Hãy hình dung quang cảnh ấy thật sống động và chân thực. Hãy lắng nghe từng giọng nói, nhìn những cử chỉ và cảm nhận tính xác thực của sự kiện đó. Cứ tiếp tục hình dung ra quang cảnh ấy, và từ những trải nghiệm trong tâm tưởng đó, bạn sẽ được nếm trải thực sự niềm hân hoan ấy khi lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng. 11. Ý niệm về thành công đã bao hàm tất cả những yếu tố của sự thành công. Hãy thường xuyên lặp đi lặp lại những thành công bằng tất cả niềm tin và sự xác quyết. Bạn sẽ luôn được tiềm thức thúc đẩy hướng đến thành công. Một trong những lý do khiến nhiều người chỉ đơn giản là kiếm đủ sống và chẳng bao giờ có dư là bởi vì họ đã không coi trọng tiền bạc. Cái gì bạn chê trách và coi rẻ thì sẽ chắp cánh bay xa khỏi bạn. Đó, em đã đọc xong chương 11 ạ. Sau khi đọc xong nội dung này thì em thấy rằng trong các nội dung này thì
đều có những cái bước để tiến đến thành công. Như là bước đầu tiên thì mình phải tìm ra cái điều mình mong muốn và thực hiện nó. Bước thứ hai là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó và phấn đấu nó để trở nên thành công. Và trong những cái điều mong muốn đó thì luôn góp phần vào thành công chung với tất cả mọi người. Ví dụ như trong trong cái câu chuyện ước mơ trở thành dược sĩ thì cái cô dược sĩ này cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một dược sĩ có thể giúp đỡ được cho nhiều người. Thì cô đã gieo cái niềm mong mỏi của mình vào tiềm thức và sau đó là cô đã nhờ có sự giúp đỡ của của tác giả là Joseph Murphy thì cô đã có những cái kỹ thuật để giúp cho cô có được cái điều mong ước của mình. Và sau khi mà đạt được cái điều mong ước trở thành một dược sĩ là cô đã giúp ích được cho rất là nhiều người. Và đó là một cái sự sự thành công rất là hay mà khi cô đã có mong muốn từ trước và đã có và vũ trụ đã mang đến cho cô là người tác giả Joseph Murphy và cái ông chủ hiệu thuốc, ông chủ cũ đã giúp cho cô được có được mong ước của mình. Và ở trong cái nội dung làm thế nào để thành công trong mua bán thì cũng có ba bước để thành công trong mua bán. Là bước đầu tiên thì mình cũng phải truyền tải những cái nguyện vọng của mình hoặc những cái ý niệm của mình là qua những cái hình ảnh rõ ràng và phải thả lỏng cái sự và thả lỏng tập trung tinh thần và thinh lặng. Sau đó thì thái thinh lặng đó và buông lỏng và thư thái tâm hồn thì sẽ giúp cho tiềm thức tiếp nhận cái sự truyền tải đó. Bước thứ hai đó là hình dung thực hiện các kết cục mà mình mong muốn. Và chẳng hạn như là khi ao ước mua một ngôi nhà thì hãy nhủ thầm những điều trong tâm thái buông lỏng. Ở đây có một đoạn đó là trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi thông hiểu tất cả, nó đang phát lộ những ngôi nhà lý tưởng để có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của tôi và rằng tôi có thể mua nó. Mình luôn tự nhủ những cái điều mình mong muốn trong tâm trí của mình. Và sau đó thì cái điều mong mỏi của mình sẽ được tiềm thức tiếp nhận. Như ở trong trong nội dung này thì cái người này muốn cái người này thì có một ngôi nhà ở Los Angeles và đã dùng cái kỹ thuật là hình dung tưởng tượng để bán cái căn nhà đó. Là trước khi đi ngủ thì luôn hình dung được hình dung cái cảnh mà người đến mua có người đến mua nhà và sẽ nhổ cái tấm biển đó đi và ném vào rác. Và cái chủ ngôi nhà này đã luôn hình dung ra cái cảnh là nhổ cái tấm biển
bán nhà đi và ném vào sọt rác, và sau sau hôm sau sau ngày hôm sau thì đã có người đến mua nhà và đặt đặt cọc tiền để mua nhà, và cái người đó đã nói rằng là hãy ném tấm biển đó đi được rồi, ông không cần đến nó nữa. Cái sự tưởng tượng trước đó thì đã diễn ra giống như diễn ra ở ngoài đời, giống như là cái sự tưởng tượng trước đó của cái người chủ nhà đó. Rồi, ok. Em chưa có phân tích được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe sự chia sẻ của em ạ. Ok, chúng ta cho bạn Nguyễn Tố chào phóng tay. Đọc sách và chia sẻ, dù là chưa được nhanh các anh chị. Chưa được nhanh nhưng mà cũng đầy đủ ý đúng không ạ? Mình chỉ còn là sắp xếp lại ngôn từ và mình nói nhanh hơn một tí. Có thể là bạn Nguyễn Tú có thể là luyện tập nói trước ấy, hay là mình luyện tập trước gương, mình sẽ chia sẻ cái gì này, mình nói ra những cái ý chính vào trước cái buổi mà mình đọc sách cùng các anh chị em mình ấy. Mình có sự luyện tập trước thì khi mà mình xung phong lên thì mọi thứ nó sẽ trơn tru hơn. Rồi ok, cảm ơn chị Ngãi Bùi và bạn Nguyễn Tú đã đọc sách trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì mình cũng tổng kết lại một chút xíu ha. Thì chương này thì chúng ta đã được học, đây là một trong những kiến thức trong bộ livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức đúng không ạ? Tiềm thức là người bạn đồng hành đến thành công, hay là mình có ba bước để mình tiến đến sự thành công ha. Thì bước đầu tiên ấy thì mình phải có cái mục tiêu đã, mình phải biết là mình mong muốn điều gì, mình khát khao điều gì ha. Và đối với các anh chị em nào mình chưa biết khát khao điều gì thì cũng không sao, là mình hỏi tiềm thức mình. Nói đến cái này thì là Nguyên cũng nhớ lại là khoảng thời gian trước đây là mình hơn năm trước là mình vừa tham gia vào những học tập ấy. Thì lúc đó thì cái nền tảng của mình chưa được cao các anh chị. Và thực ra là Nguyên dùng cái quyền năng của tiềm thức, không phải là hỏi tiềm thức là mình muốn làm cái gì, mà Nguyên hỏi luôn là không, tiềm thức ơi, không biết là con có muốn thành công giàu có không nữa. Hỏi là không biết là mình có muốn giàu hay không. Lúc mà Nguyên vừa mới vào những học tập ấy thì là thấy các anh chị em mình là triệu phú này, đa triệu phú này, rất là giàu có này, rồi những mục tiêu rất là xa như là đi du lịch vòng quanh thế giới này, rồi thậm chí là đến sao Hỏa này các anh chị, ở lên sao Hỏa chơi ha. Thì có một số anh chị em thì sẽ nghĩ là Nguyên có cái sự phát triển hơn mọi người, bởi vì là Nguyên có cái nền tảng xuất phát điểm cao hơn. Nhưng mà thực sự với các anh chị em mình ấy thì chắc là cho một tí 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 xíu gì đó thôi. Chứ còn cái tư duy của mình lúc trước mà vừa mới vào được nhóm học tập ấy thì là chưa có khái niệm là mình sẽ thành công hay mình sẽ giàu có. Và khoảng thời gian cũng phải, chắc cũng phải 2-3 tháng đầu tiên là đều suy nghĩ như vậy, đều cảm thấy là bị ngợp với cái môi trường là các anh chị em mình đều mong muốn sự giàu có, nhưng mà mình không biết, tại vì từ xưa giờ chưa bao giờ ai nói mình là mình thành công và giàu có cả. Thì khi mà Nguyên kết nối được với nhóm học tập thì Nguyên nghĩ là do mình đang mong muốn khát khao có một cái môi trường, nhưng mà mình cũng chưa định vị là một cái môi trường đó là sẽ, mình chưa nghĩ là cái môi trường mình enjoy vào nó sẽ giàu như vậy các anh chị. Cho nên là thực ra giờ, thời gian đầu cũng có hơi ngợp và cứ liên tục hỏi tiềm thức như vậy. Mà chắc là do là bên trong của mình luôn có cái sự khát khao thành công giàu có, tuy nhiên là do cái môi trường xung quanh ấy là có rất là nhiều người bạn hay là bố mẹ, ba mẹ chúng ta, gia đình chúng ta, thì không ai nói cho chúng ta biết là con nên thành công và giàu có, mà chỉ nói là con nên có chồng hay là sinh con, rồi có một công việc ổn định thôi, hay là khá khá một tí cũng được, chứ còn chưa giờ có suy nghĩ là mình thành công giàu có nữa các anh chị. Chị Minh Phương cười tươi quá, không biết là có nói trúng tim đen không. Thì Nguyên nghĩ là nếu mà cái mà giúp cho Nguyên đạt được cái sự thành công nhanh hơn một số anh chị em thì là do mình nắm bắt cơ hội thôi. Mình nắm bắt cơ hội và mình tin vào người thành công. Khi mà Nguyên được kết nối với nhóm trưởng Ăn Khởi Phạm đi, thì thực sự là nghe lời của nhóm trưởng là giống như là nghe lời của một bậc sinh thành đấng tái sinh cho mình các anh chị. Là nghe là mình cứ nghe theo, nói là mình khuyên mình nên làm như thế nào thì Nguyên làm như vậy, là mình chăm chỉ, mình nỗ lực học tập.
và mình có mình đưa ra cái mục tiêu ấy, mình đưa ra mục tiêu cao, thì chắc là do Nguyên hỏi tiềm thức như vậy cho nên là tiềm thức cũng dần dần đưa cho Nguyên cái câu trả lời là yêu thích sự thành công và giàu có. Hay là như chị Ngãi vừa chia sẻ thì là đi du lịch 200 quốc gia. Thì Nguyên thì mới có mục tiêu là đi du lịch 100 quốc gia thôi. Nhưng mà sau khi chị Ngãi vừa chia sẻ thì chắc là Nguyên sẽ nâng cái mục tiêu của mình lên. Chứ cũng không thể nào mà thua suốt các anh chị em mình được, đúng không ạ? Rồi và Nguyên cũng cùng những người bạn triệu phú, những chủ doanh nghiệp mà cũng đang trên con đường là đi du lịch vòng quanh thế giới rồi ha. Làm có mục tiêu xa hơn là mình cũng sẽ lên sao hỏa mình chơi nữa các anh chị. Và sau này mình sẽ đi du lịch trên sao hỏa này. Rồi thì đầu tiên là bước thứ nhất là mình còn phải xác định được cái mục tiêu của mình là mình mong muốn cái điều gì ha. Và bước thứ hai đó là mình chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó và phấn đấu trở nên xuất sắc, nổi bật trong lĩnh vực đó. Chẳng hạn như Nguyên lúc trước là Nguyên làm về hiện tại đi, hiện tại là đang làm về thời trang đi. Thì mình cũng tự nhận là mình cũng có nhiều kiến thức trong ngành của mình. Cũng đầu tiên phải có kiến thức chuyên môn nè. Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực của mình ha. Rồi khi mà mình phát triển đến là chủ doanh nghiệp, thì một chủ doanh nghiệp thì cái việc mà biết tất cả các kiến thức thì là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà mình kinh doanh cái gì thì mình phải giỏi kiến thức về cái đó. Mình bác Elon Musk đi kinh doanh về xe điện đi, thì bác phải có thể là bác không có học chuyên môn về kỹ sư xe điện, nhưng mà bác đọc rất nhiều sách về xe điện. Hay là công ty hàng không vũ trụ của bác Elon Musk cũng vậy, thì bác khi mà được phỏng vấn là tại sao bác không có kiến thức gì về hàng không vũ trụ mà bác vẫn có thể là kinh doanh trong ngành này được, thì bác trả lời là tôi đọc trong sách, đọc rất là nhiều sách, những người thành công là đọc rất là nhiều sách. Không phải là mình đi học trên trường lớp thì là sự đầu tư cho kiến thức, mà kiến thức thì ở khắp nơi, đúng không ạ? Và đầu tiên ở trong cuốn sách. Và hôm qua thì Nguyên có được có cơ hội gặp tại vị thầy Lê Huy, thì cũng rất là thấm mỗi câu nói của thầy, đó là vào cái khoảng thời, tức là Nguyên thuật lại ha, còn chính xác thì đương nhiên là người thành công nói thì hay lắm, mình thuật lại theo cái trí nhớ của mình thôi. Thì thầy chia sẻ rằng là vào cái thời gian lúc trước á, mà khi mà gia đình Huy là chưa đạt được, tức là nghèo ấy, thì là mình không có cái con đường nào cả, không biết có con đường nào, không có ai để hỏi cả. Bây giờ các anh chị em mình mà có những cái thách thức trong công việc kinh doanh của mình thì mình có thể hỏi các anh chị em giám trưởng, hay là có những cái mục tiêu trong gia đình, trong đời sống đi, thì ứng dụng sức mạnh tiềm thức như thế nào thì mình cũng có thể hỏi các anh chị em giám trưởng trả lời cho mình. Tuy nhiên là những người mà đạt đến một cái vị trí cao hơn như tại Việt Lê Huy, vào cái thời điểm mà mới khởi nghiệp ấy, thì cũng chưa có những cái thành công gì cả, nhưng mà cũng không có ai dìu dắt, không có ai cầm tay chỉ việc cả các anh chị. Và bằng cái tức là thầy chia sẻ thì người thầy của thầy ấy, chính là những trang sách đọc rất là nhiều kiến thức trong sách từ khi còn rất nhỏ, nghiên cứu rất là nhiều và tích lũy kiến thức trong thời gian dài. Thì và thầy tại vì nhờ cái việc mà đọc sách, nghiên cứu và đã thành công, tức là cách của thầy đã đúng. Thì bây giờ các anh chị em nhóm trưởng hay là Nguyên hay là các anh chị em trong Zoom hôm nay đi, thì mình cũng đang là gì ạ? Đang đi trên cái con đường là người thành công đã đi lúc trước, là mình vẫn đang đọc sách đi, đang đọc sách và cùng chia sẻ, cùng nâng cao tư duy của mình lên, thì cái con đường thành công nó sẽ đến với mình là chuyện hiển nhiên. Thì đấy, nên là chúng rồi bước thứ hai đó là mình phải xuất sắc hơn, xuất sắc. Chẳng hạn như là các anh chị em mình là trong nhóm học tập thì có một điểm chung, đó là mọi người cùng học sức mạnh tiềm thức, đúng không ạ? Thì mình học sức mạnh tiềm thức thì nó cũng đáp ứng cái bước đầu tiên, đó là điều mà bạn muốn làm và điều yêu thích, điều bạn muốn làm, yêu thích và mình thực hiện nó. Thì cái điều này các anh chị em cũng nên lưu ý nha, là cái điều mình thích đó, nó phải là cái điều mà nó mang lại tiền cho mình nữa. Chứ còn nếu mà mình đam mê cái gì mà nó không mang lại tiền ấy, thì mình cũng phải xem lại ha. Không mang lại tiền á, mình kinh doanh một cái công việc nào đó mà mình không có tiền á, thì một thời gian sau là những cái gánh nặng về cơm áo gạo tiền thì nó cũng không giúp cho mình mà mình tiếp tục mình nuôi dưỡng đam mê được. Cho nên là mình hãy đam mê cái gì mới giúp mình cho có tiền. Và quan trọng là sức mạnh tiềm thức thì giúp cho các anh chị em mình có rất nhiều tiền,
có rất nhiều tiền này, hạnh phúc gia đình này, hòa hợp này, rồi con cái thông minh thiên tài này, rồi đạt được tất cả mục tiêu. Thì sức mạnh tiềm thức là một bộ môn mà các anh chị em mình là đều vẫn nên là yêu thích và đặt nó lên là có thể là vị trí hàng đầu hoặc là thôi thì vị trí thứ hai thì cũng chẳng, nhưng mà nên là một trong số những cái mà mình nên suy nghĩ là đây là điều mình thích. Và mình chuyên môn hóa về sức mạnh tiềm thức này, mình phải ứng dụng sức mạnh tiềm thức liên tục này qua nhiều chu kỳ này, rồi chu kỳ nào mình cũng đạt được kết quả đúng không ạ? Và mình thử nhiều cách này, thử nhiều cách để mình đưa mục tiêu vào trong tiềm thức của mình này. Chẳng hạn như là mục tiêu ngồi thiền thì nó hiệu quả hơn, hay là mình sẽ bật nhạc Victory lên và mình hình dung tưởng tượng nó hiệu quả hơn. Chuyên môn hóa và chuyên môn hóa, và khi mà mình đạt được càng ngày càng đạt được nhiều mục tiêu khi mà ứng dụng sức mạnh tiềm thức rồi, thì mình có thể là mình chia sẻ lại cho nhiều anh chị em bạn bè mình cùng biết đến bộ môn sức mạnh tiềm thức vô cùng vi diệu đúng không ạ? Rồi bước thứ ba, đó là bước này rất là quan trọng ha. Thì bạn phải chắc chắn rằng là điều bạn muốn thực hiện không chỉ góp phần vào thành công của riêng bạn, mà phải gắn liền với những lợi ích chung khác. Không phải là cho riêng mình ha. Bây giờ ví dụ như là sức mạnh tiềm thức đi, thì đầu tiên là anh chị em mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì mình phải đầu tiên là mình phải đạt được mục tiêu đúng không? Chắc chắn là mình là người ứng dụng, mình phải là người đạt được mục tiêu trước. Và khi mà mình ứng dụng thành công rồi thì mình chia sẻ lại đúng không? Mình gieo nhiều, mình gieo nhiều nhân cho nhiều anh chị em khác đều biết đến sức mạnh tiềm thức, bộ công thức thu hút nguồn lực. Và có thể là trong cái phần này thì mình nên mở rộng một tí xíu. Ví dụ như là khát vọng của bạn không được vị kỷ mà phải hữu ích với cả xã hội. Xã hội là cái quy mô mà tức là khi mình trao giá trị á, thì quy mô mà mình trao giá trị mà càng nhiều bao nhiêu á, thì cái lợi ích của mình đạt được thì cũng càng lớn. Chẳng hạn như là mình trao giá trị cho doanh nghiệp của mình đi, thì có thể là anh chị em mình là chủ doanh nghiệp, cũng có thể là một nhân viên thôi, nhưng mà khi doanh nghiệp của mình có sự phát triển, tăng trưởng về lợi nhuận, tăng trưởng về doanh thu, thì có phải là bản thân mình đầu tiên mình là người chủ thì mình sẽ có lợi nhuận mình tăng lên rồi. Và nếu như mà mình là người nhân viên đi, thì chắc chắn người sếp của mình khi mà kinh doanh có kết quả thì họ cũng sẽ là thưởng thêm, thưởng cho nhân viên, giữ cho nhân tài đúng không ạ? Nên là đầu tiên là mang lại kết quả cho doanh nghiệp, cái điều mà mình mong muốn á, nó mang lại cái kết quả cho doanh nghiệp thì nó cũng mang lại kết quả cho chính mình, hay là mang lại kết quả cho xa hơn là cho xã hội hay là cho quốc gia của chúng ta đi, thì nó cũng sẽ quay trở lại với cái lợi ích của mình. Chẳng hạn như là mình sẽ chia sẻ lan tỏa giá trị của nhà học tập này ra đến cả Việt Nam này, cả Việt Nam ha, chứ nói toàn cầu thì sợ các anh chị em mình chịu. Nhưng mà tốt nhất là nên ra cả toàn cầu. Mình chia sẻ quy mô nhà học tập của mình càng đông bao nhiêu thì lợi ích của mình càng đạt được bấy nhiêu. Nếu mà mình đã đọc nếu mình đã học livestream 30 ngày thì mình cũng được nghe chia sẻ rồi đúng không ạ? Khi mình nhớ học tập càng ngày càng mở rộng ra, nhiều người học tập và mình lan tỏa giá trị này để cho không những mình đọc sách và con em thế hệ sau của mình, các con em cháu của mình sinh ra những thế hệ sau thì đều đọc sách, đều tăng tư duy này, đều phát triển bản thân này, yêu thích kinh doanh này, thì khi mà nhớ học tập của mình qua một thời gian 20 năm sau, khi con cái của chúng ta lớn lên thì con cái của chúng ta có một nguồn nhân lực vô cùng lớn. Chẳng hạn như là nhóm trưởng bạn Trịnh Huyền Trang này, 20 năm nữa là sẽ từ từ có con á. Không từ nói là đi. Ok. Thôi ví dụ đi, một thiên tài lỗi lạc của nhóm trưởng hiện trạng của chúng ta này, 25 năm sau là cùng với con của Nguyên này, mặc dù là chưa, con thì chưa thấy đâu, nhưng mà ví dụ vậy,
khi mà 25 năm sau hay là 30 năm sau khi con Nguyên lớn lên này, hay là con của chị Minh Phương này, không biết là con của chị Minh Phương bao nhiêu tuổi đây này, à, mình có thể là mình liên hôn với nhau này, cho con cái của chúng ta kết hôn với nhau này, rồi xây dựng doanh nghiệp này, cùng nhau phát triển này. Khi mà các anh chị em mình xây dựng doanh nghiệp thì có phải là cái nguồn nhân lực là một cái là chưa hề dễ đúng không? Đầu tiên mình phải suy nghĩ lại là mình nên có đối tác với ai đây, mình nên làm việc với ai đây, và đối tác mạnh thì sẽ giúp ích cho công việc công nhân của mình rất là nhiều. Và nếu thật rất là tuyệt vời nếu như mà chúng ta này cùng nhau phát triển vào 20 năm sau, 30 năm sau, và con cái của chúng ta có một cộng đồng rất là nhiều anh chị em cùng nhau ứng dụng sức mạnh tiềm thức, tăng tư duy, học tập kiến thức kinh doanh và kinh doanh cùng nhau, liên hôn, liên minh giữa các gia tộc đúng không ạ? Liên mật gia tộc họ Trịnh này, gia tộc họ Lê này, không biết bạn Nguyễn Tú gia tộc họ gì ha, bạn Nguyễn Trung này gia tộc họ Nguyễn này, bạn Nguyễn Trung có muốn là liên hôn với gia tộc họ Đỗ của Nguyên không? Nói chung là lúc mà Nguyên được chia sẻ kiến thức này thì mình nó thấy rất là thú vị các anh chị, tưởng tượng là sau này con của Nguyên sẽ kết hôn với con của nhóm chữ anh khởi phạm chẳng hạn. Chúng mình sẽ đẻ chừng 5 đứa, xong rồi yên tâm là các anh chị em mình sẽ có đầy đủ, mình sẽ đẻ nhiều. Rồi ok ha, tôi nói vui chút xíu. Thì đấy là ba bước đến tiến đến thành công ha, là trong đây thì cũng có những cái chia sẻ, những cái ứng dụng về mỗi câu chuyện, các anh chị em mình tự đọc thêm ha. Nguyên có một cái chia sẻ thêm như thế này về câu chuyện của kiểu cái cô mà mong muốn được sở hữu một cái hiệu thuốc tây ấy, thì là cô ấy chia sẻ là từ nhỏ là đã mơ ước rằng là mình sẽ trở thành một dược sĩ đúng không ạ, và những người hàng xóm là sẽ mang con tới trong đêm khuya, và cô ấy sẽ giúp cho những khách hàng của mình và được cảm ơn đúng không ạ. Nhưng mà khi mà lớn lên ấy thì là cái ước mơ của mình, thực ra thì đa phần đó, chúng ta là khi nhỏ mình ước mơ rất là nhiều, nhưng mà lớn lên thì có thể là tác động bên ngoài, phụ huynh rồi xã hội này nọ, thì mình không còn nuôi dưỡng ước mơ của mình nữa. Thì qua các câu chuyện này thì Nguyên cũng muốn chia sẻ thêm là nếu mà mình có những cái ước mơ gì từ thời bé, và cái ước mơ đó là nó mang lại tiền cho mình, ước mơ mang lại tiền cho mình ha, ước mơ giúp cho mình giúp mình phát triển hơn, giống như là ước mơ của các anh mà mong ước được làm diễn viên Hollywood ấy, những cái ước mơ mà cao xa hơn mà không phải ai cũng có thể là đạt được, hay là những cái ước mơ mà nó cao quá so với cái nền tảng của mình hiện tại, thì mình vẫn cứ tiếp tục là mình hình dung liên tục về cái ước mơ đó, mình vẫn tiếp tục mình đặt mục tiêu và mình nuôi dưỡng trong tiềm thức của mình cái hạt giống là mình sẽ đạt được cái mục tiêu. Thì bằng mọi cách thì tiềm thức thì không phải hiện tại, nhưng mà vào một thời khắc nào đó trong tương lai, khi mà cái ước mơ của mình nó đạt đến cái điểm chấp nhận của tiềm thức của mình, thì mọi nguồn lực nó sẽ đến và giúp cho mình thành công. Các anh chị em mình nên lưu ý rằng là tiềm thức sẽ giúp cho mình đạt được tất cả mọi mục tiêu hơn, mọi mục tiêu mà mình mong muốn. Chỉ là do các anh chị em mình chưa có cái sự tin tưởng vào mình hay vào chính tiềm thức của mình thôi. Mình cần phải tiếp tục nuôi dưỡng nó ha. Và mục tiêu càng cao ấy thì mình càng phải tăng tư duy, mình phát triển trí tuệ, trí thức của mình lên, thì khi đó mình sẽ hút được những nguồn lực cao hơn và giúp cho cái sự thành công và giàu có của mình đi nhanh hơn. Rồi có những cái như là hành động như thế mà đạt được mục tiêu ấy thì mình cũng nên lưu ý. Và trong cái câu chuyện của bác Joseph Murphy bán cái đất ấy, thì Nguyên cũng có ấn tượng là bác ấy hình dung trong một đêm và ngay hôm sau á thì là nguồn lực đến. Thì có thể là bác Joseph Murphy thực sự là bác ấy viết sách về sức mạnh tiềm thức mà, cho nên là đương nhiên là bác là một bậc thầy sức mạnh tiềm thức rồi. Thì và rất là biết cách mà để hình dung, biết cách mà xây dựng một cái bức tranh cho mình, tức là cái bức tranh mà ném một cái cọc bán nhà vào sọt rác, và bác hình dung tưởng tượng liên tục bức tranh này cho đến khi là đạt đến là tôi đi ngủ với cảm giác hết sức hài lòng, thâm tâm biết rằng mọi việc đã hoàn tất. Các anh chị em mình khi nào mình hình dung một cái việc gì á mà nó đạt đến cái ngưỡng suy nghĩ này
thì tức là mình hiểu rằng là mình đã gieo thành công cái mục tiêu của mình vào tiềm thức rồi, và tiềm thức là có thể là ngày hôm sau là đã đạt được rồi. Và cái việc mà đi ngủ với cảm giác hết sức hài lòng này cũng chưa dễ mà đạt được, đúng không ạ? Đầu tiên mình phải đúng, như Nguyên chia sẻ là mình phải tin tưởng vào tiềm thức mình, tin tưởng vào mục tiêu của mình, tin tưởng mình đạt được. Mình khi mình đặt mục tiêu mình phải có cái sự hài lòng, mình phải có sự yên vui, chứ không không phải là ở bên trong mình có những cái tiếng nói, tiếng suy nghĩ rằng là không biết là mình đặt mục tiêu này có đạt được hay không. Nên là mình suy nghĩ đến cái những cái hiện tại mình đang có, mình đang công việc kinh doanh của mình đang chưa ok, hay là những cái điều kiện về gia đình của mình đang chưa cho phép, nên mình chưa có những cái nguồn lực để đặt mục tiêu, thì mình cần phải là tin tưởng hoàn toàn và nhất quán vào cái mục tiêu mình đặt ra, cho đến khi nào mình có cái cảm giác hết sức hài lòng. Các anh chị em lưu ý, hết sức hài lòng và thâm tâm mình biết là mọi việc đã hoàn tất rồi. Hôm nay cũng lối giờ, ngày mai các anh chị em mình vào sớm nha. Rồi Nguyên cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã tham gia buổi Zoom và lắng nghe Nguyên chia sẻ. Cảm ơn nhóm Trịnh Huyền Trang đã gửi link, và các anh chị em mình thì cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị em mà nhóm trưởng đã hỗ trợ, đã gửi lên giúp cho mình vào môi trường đọc sách buổi sáng ha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã lắng nghe Nguyên chia sẻ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.